ta nhịp 4 là điểm giờ cũng vẫn còn như để chuyện ngày đời vườn tới bây giờ cả ngày mà không có mất đó là vị tổ hết sức là quan trọng. Bây giờ tôi dẫn ngày năm tế cho quý vị nghe thử coi ngày ngộ cái gì. Ngày năm tế tên của ngài là Nghĩa Huyền, vì sau này ngài ở đất Lâm Tế cho nên sao kêu là tổ Lâm Tế, bởi vì ở Trung Hoa ít có dám kêu cái tên người mà lấy cái tên chùa, lấy cái tên xứ sở mà kêu. Ví dụ như người ở chùa gì thì người ta trọng cái thầy đó, ta không kêu tên thầy mà kêu tên chùa. Như thầy trụ trì ở đây thì người ta không dám kêu tên thầy Như Huệ mà chỉ là thầy trụ trì Pháp Hoa, phải không? Vậy đó, cái đó là cái quen ở trong nhà chùa. Nên cái tên ngài là tên Nghĩa Huyền, nhưng mà ở đất Lâm Tế cho nên người ta gọi là Lâm Tế, nói đủ là Lâm Tế Nghĩa Huyền. Nhà đi tu lúc còn nhỏ, nhưng giờ đây ngài vào trong cái hội của tổ Hoàng Bá. Hoàng Bá tức là cũng là cái tên ngọn núi, ngọn núi là Hoàng Bá. Ngài tên là Hy Vận, ngài Hy Vận ở núi Hoàng Bá cho nên gọi là tổ Hoàng Bá. Ở trong hội này có đến 500 tăng. Ngài Nghĩa Huyền vào trong đó ở để tu học. Nên theo cái phong tục hồi xưa ở Trung Hoa, nhất là trong các chùa nhập thiền, thì luôn luôn có những buổi tham vấn, tức là để thưa hỏi. Thì ngày nào cũng có tổ chức một buổi tham vấn, hoặc là ban ngày hoặc là ban đêm. Thì hôm này ngày Lâm Tế, tức là ngày Nghĩa Huyền ở cũng 3 năm mà chưa có ra hỏi tổ lần nào. Cho nên cái thầy Thủ tọa đó, tức là thầy Đạo Minh mới suối, nói Minh ở lâu rồi sao không lên hỏi Hòa Thượng. Thì ngài trả lời, tôi cũng không biết hỏi cái gì. Thì ông nói, giờ lên hỏi Hòa Thượng thế nào là đại ý Phật Pháp. Thì nghe vậy cho ngài chịu lên đắp y lên đảnh lễ ngày Hoàng Bá xong. Cái hỏi bạch Hòa Thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp. Câu hỏi vừa dứt cái bị đập ba gậy, ba gậy rủ xuống, xuống trở xuống không biết nói cái gì. Rồi ở cũng thời gian vui hoài trong phương tọa xứ nữa, xin lên hỏi nữa đi. Thì lần thứ hai ngài cũng đắp y rồi lên đảnh lễ xong, hỏi bạch Hòa Thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp. Bị đập ba gậy đuổi xuống như vậy là hai lần. Lần thứ hai nó càng thấm hơn lần thứ nhất. Rồi ở thời gian vui ngay cho ông chủ tạ xuống lần nữa, mình lên hỏi Hòa Thượng đi. Thì ngài đắp y lên hỏi bạch Hòa Thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp. Bị đập luôn ba gậy đuổi xuống. Thì kỳ này xuống cái vừa đi vừa khóc, không còn cách nào nữa, coi như là bế tắc hoàn toàn, không biết cái gì. Cho nên rồi buồn quá cái sửa sạn hành lý, sửa sạn đi. Khi hành lý được gói xong hết rồi, ông chủ tọa lại bảo thôi trước khi đi lên hỏi Hòa Thượng, chào Hòa Thượng từ giả đã đi. Thì cũng nghe là khi cửa sẵn đi cho nên đảnh lễ Hòa Thượng, thằng con xin đi. Rồi ngài hỏi người đi đâu, bây giờ con không biết đi đâu đi. Nghĩa là thấy là không đủ như thế này thì con đi chứ không biết đi đâu. Thì ngài liền giới thiệu
hơi ấm tới chỗ cái bến Bình Thang, có cái núi Đại Ngu, thiền sư Đại Ngu đó, ở đó hải đảo, thì ngài nghe là thăng gói được chiều, đều về chỗ Đại Ngu. Khi đi đến chỗ ngài Đại Ngu rồi, thì ngài Đại Ngu mới hỏi, ông từ đâu mà đến? Con từ Hoàng Bá đến. Thì khi nó từ Hoàng Bá đến, thì ngài Đại Ngu mới hỏi, chứ Hoàng Bá dạy ông cái gì? Thì ông nói rằng, con ba lần lên hỏi Đại Yến Phật Pháp, thế nào là Đại Yến Phật Pháp? Thì ba lần bị ăn đòn, con không biết con có lỗi hay không lỗi. Thì câu nói, thì câu nói hết sức là thật thà. Cái ngày Đại Ngu ngày liền nói, Hoàng Bá thật là tâm lão bà đã chỉ tội cùng cho ông, mà ông còn thấy có lỗi không lỗi, nhấn mạnh hai chữ thấy có lỗi không lỗi. Ngài nói cái ngày bình ngộ, ngày ngộ rồi cái ngày đảnh lễ, đảnh lễ cái ngày Đại Ngu hỏi, mới vừa rồi ông nói có lỗi không lỗi, giờ ông thấy cái gì mà đảnh lễ? Ngài trả lời, Phật Pháp Hoàng Bá nhất tiết